Ờ, Apple vẫn được dự đoán chiếm ngôi vương smartphone 5G năm sau. Mặc dù Apple chưa ra mắt chiếc iPhone 5G nào, nhưng táo khuyết được dự đoán sẽ dẫn đầu thị trường smartphone 5G vào năm 2020. Thông tin từ báo cáo mới nhất của công ty phân tích Charter Analytics cho biết, Apple dự kiến sẽ chiếm thị phần chi phối thị trường điện thoại 5G mới nổi vào năm 2020 sau khi ra mắt iPhone 5G theo các nhà phân tích. Apple chỉ cần phát hành số lượng iPhone 5G với tỷ lệ như hiện tại là đủ để chiếm lĩnh thị trường smartphone 5G sau tháng 9 năm 2020. Tất cả các iPhone ra mắt năm 2020 dự kiến sẽ hỗ trợ mạng 5G. Nhà phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo cho biết, Kuo ban đầu tin rằng sẽ chỉ có hai chiếc iPhone hỗ trợ mạng 5G được ra mắt năm sau, nhưng sau đó đã sửa lại dự đoán của mình. Apple sẽ trang bị kết nối 5G cho tất cả các điện thoại thông minh của mình, để cạnh tranh tốt hơn với các smartphone Android 5G giá rẻ. Hy vọng cả ba iPhone ra mắt năm 2020, bao gồm các model 5.4 inch, 6.7 inch và cả model 6.1 inch giá rẻ cũng hỗ trợ mạng 5G. Tuy Apple có thể chiếm lĩnh thị trường smartphone 5G trong năm 2020, nhưng Charter Analytics tin rằng Samsung sẽ là hãng dẫn tính về lâu dài, do Samsung vẫn đang thống trị thị trường smartphone toàn cầu và nắm giữ nhiều phân khúc smartphone với các mức giá khác nhau. Huawei, tuy bị hạn chế bởi lệnh cấm thương mại của Mỹ vẫn sẽ là nhà cung cấp smartphone 5G đứng đầu tại thị trường Trung Quốc.